Xin chào tất cả các bạn. Tiếp theo bài học trước, tôi đã dẫn các bạn cài đặt và sử dụng chức năng hai màn hình của PowerPoint 2013. Hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn những cái thao tác cơ bản nhất để tạo được một cái giáo án trình chiếu PowerPoint trên 2013. Thực chất thì nó 2013 và 2013 nó cũng không có gì khác nhau mấy lắm. Bây giờ bạn hãy mở PowerPoint 2013 lên. Cái hay của PowerPoint 2013 đó là chức năng hai màn hình mà giờ trước tôi đã hướng dẫn. Bây giờ ta tiếp tục tìm hiểu. Nhìn cái giao diện của 2013, ta thấy mới đầu các bạn nhìn không quen thì nhìn có vẻ rất là rối. Rất là rối và nhỉ. Nhưng thực chất nó lại rất là hay ở chỗ là tất cả các công cụ nó đã được nó phơi hết lên trên này. Ra lại rất là dễ dùng và nhỉ. Đấy, bây giờ mà để mà tìm hiểu hết tất cả các công cụ này thì có lẽ là nó rất là nhiều mà bản thân tôi cũng chưa thể hiểu hết được nó như thế nào. Ta tìm hiểu từ từ dần dần đúng không? Vậy bây giờ ta phải hướng dẫn đến đâu thì ta tìm hiểu đến đó bằng những cái cơ bản nhất mà sao mà tạo được cái PowerPoint mà để ta trình chiếu những hiệu ứng đơn giản như chèn video hay là tạo hiệu ứng hay tạo nút, tạo liên kết vân vân, chèn tranh, những cái đấy là cơ bản nhất là ta sử dụng rồi. Thì những cái cơ bản đó thì nó cũng giống không khác gì 2003. Bây giờ ta làm như sau, ví dụ như đầu tiên là cái quan trọng nhất của cái PowerPoint đúng là ta chèn hiệu ứng thì ta mở cái trang này lên. Ta đen hết cái, theo tôi những cái này các bạn phải nên đen đi, nhiều người soạn PowerPoint những cái này không đen nó đi. Thì ta phải tạo ra một cái textbook mới, nên ta xóa cái cũ đi. Ví dụ như đây. Đây chính là cái textbook. Thì nó hiện sẵn đây là có chữ A đây, ta nháy nó vào và ta kéo nó ra. Đấy, rất là đơn giản. Ví dụ như ta gõ một cái chữ nào đó. Giáo án hay .com chẳng hạn. Biết nó báo lỗi gì không biết. .com. Ta chọn đối tượng này, ta muốn phóng to lên thì đây, cỡ chữ đây. Cho to lên. Vâng. Kiểu chữ đây. Như nào đó. Xin nhắc các bạn là khi soạn PowerPoint các bạn nên chọn phông Unicode nó nhỉ. Thì nó đi mấy đây, ta chọn luôn Arial đi. Nó sẽ không bao giờ nó bị lỗi. Ta tắt cái chế độ tự động này đi. Nó có cái mũi tên ở đây thì nó có cái tự động, ta đánh tích vào đây là tắt cái tự động này đi, nhiều cái chữ lắm. Cái này có lẽ là đơn giản rồi, màu chữ ta chọn vào đây, nó có nó phơi hết ở trên đây rồi. Đó. Ta chọn màu chữ nào, ta lên đâu nó hiện lên đấy. Đấy, màu chữ. Đấy, chữ ngang, chữ đậm, chữ nghiêng là nó nằm hết ở đây. Đấy. Đấy, nó rất là dễ. Nếu mà chưa đủ thì các bạn kích vào cái mũi tên con này. Thì nó hiện hết ra nhiều cái đối tượng nữa để chúng ta làm việc ở trong đây. Đấy là về thứ nhất là như thế. Sau khi được cái đối tượng này rồi, ví dụ như là đôi lúc ta chọn muốn copy một cái đối tượng nữa, trong PowerPoint ta phải dùng phím tắt, các bạn nhấn Ctrl trên bàn phím và chuột các bạn nhấn vào đây, các bạn lôi ra, nôi nhấn giữ phím Ctrl và nhấn giữ chuột nôi ra, thả nó ra đấy. Thì các đối tượng sau các bạn không thể không cần phải gì, đã có mẫu sẵn là các bạn chỉ thêm chữ thêm chiếc vào thôi. Ví dụ như ta làm tiếp một cái từ gì đại loại thế, trang gì, thiết kế giáo án hạn như thế. Vân vân, ví dụ vậy. Để đỡ mất cảnh căn chỉnh ta lại nhấn phím Ctrl, nhấn giữ kéo nó lên một đối tượng nữa đúng không? Có phải là các cái chữ này ta không cần phải căn chỉnh cỡ chữ màu chữ một lần nữa đúng không? Thì nó lại rất là nhanh. Cái thao tác đấy các bạn phải nên biết.
Ví dụ như là ví dụ vậy. Cài đặt Win, ví dụ thế. Đại loại đấy. Sau đây bây giờ tôi hướng dẫn các bạn cả thiết kế về hiệu ứng. Hiệu ứng thì ta muốn thiết kế hiệu ứng nào, tạo hiệu ứng ấy, ta chọn đối tượng đó. Sau đó đâu đây là ta đang chọn cái menu Home đúng không? Giờ ta gióng sang bên đây. Ta đi vào cái menu này. Animation hay gì đây. Đấy thì nó sang hiệu ứng. Thì trên đây nó có các hiệu ứng luôn rồi, ta phải chọn luôn, ta thử luôn. Đấy. Thấy chưa? Nó có sẵn nó phơi hẳn ra rồi. Nhưng mà để cho nó hiện giống lên cái giống cái file void 2000. Tạm thời ta quay lại đi. Hoặc là để cho nó giống với lại cái Voi Voi 2013, 2003 nhất thì các bạn sẽ chọn vào cái hình ngôi sao đây. Tức là thêm hiệu ứng. Đấy, thì bạn kéo thanh trượt dưới này. Thì đây, nó chính là những cái này đây. Cái này là hiệu ứng xuất hiện này. À, cái này hiệu ứng nhấp nháy này. Cái này là hiệu ứng thoát này, đúng không? Giống y như Voi Voi 2003. Các bạn như muốn hiệu ứng xuất hiện, các bạn chọn màu xanh. Nhưng các cái hiệu ứng nhấp nháy thì bạn bạn chọn cái màu vàng này. Còn cái hiệu ứng mà thoát đối tượng thì bạn chọn màu sao này. Còn hiệu ứng chuyển động theo đường path, tức là cái theo ý đây vẽ những cái đường path này thì bạn chọn xuống dưới này. Thì bạn chọn đây là ta chỉ yêu ta hiệu ứng xuất hiện đây, ta chọn đây. Đấy thì nó sẽ lên một cái bảng này giống chẳng khác nào như 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 là đấy, thì bạn thử xem những hiệu ứng nào nó quay như nào đó. Đấy ta chọn đại một cái đi, nhấn ok. Đấy là xong đúng không? Một điều nữa, đây là một, đây là nó có hai hiệu ứng, thì ta muốn gỡ đi một cái hiệu ứng thì ta làm thế nào đúng không? Ta chọn vào cái đây, các bạn nhấn vào đây. Đấy thì nó xuất hiện một cái bảng, cái này nó giống y như Pyvoi 2000 để gì đó để ba rồi đúng không? Thì muốn ví dụ như là ta muốn bỏ đi mà hiệu ứng 2 thì ta chọn nó vào, chọn vào hiệu ứng 2 đúng không? Ta cần một cái, hoặc ta muốn gỡ đi cái 1 thì ta gỡ, kích vào cái 1. Sau đó ta kích vào cái mũi tên này. Ta chọn dòng dưới cùng này là remove. Đấy thì nó mất đi một hiệu ứng đúng không? Đấy là tạo hiệu ứng luôn. Khi mà nó đã xuất hiện cái bảng này rồi thì nó giống y như là 2002 là 03 đúng không nhỉ? Tương tự vậy, ta chọn cái hiệu ứng này, thế ta làm lại nhé. Chọn đối, chọn đối tượng này, tức là chọn một đối tượng phải không không để cái nhấp nháy này mà chọn hẳn vào cái đường biên này, chọn hẳn vào đây cho nó ép vào đây. Đây ta chọn lại một cái hiệu ứng này. Đấy ok, giờ ta chọn hiệu ứng thoát ép vào đây. Đây chọn lại cái này đi. Ok. Đấy, bây giờ nó có, ta chọn ở dưới, tốt nhất là ta cứ chọn vào S và đây cho nó chuẩn. Giờ ta chỉnh chiếu thử nhá. Đầu tiên là xuất hiện này, đúng không? Sau đó là thoát đi này, đúng không? Đấy. Đây là hai cái xuất hiện. Đây, cứ S vào cái dấu cộng này, sau đó là xuất hiện thì màu xanh, thoát thì màu màu cam, màu vàng đây. Tiếp, tương tự hiệu ứng này ta làm lại lần nữa cho các bạn xem nhá. S vào cái dấu cộng này. Xuất hiện, chọn màu xanh, chọn đại cái zoom ấy. Sau đó lại chọn tiếp dấu cộng này, chọn màu này, muốn nó biến mất ấy thì chọn màu vàng cam này, chọn đại cái này đi. Đấy thì nó có hai hiệu ứng rồi. Bây giờ ta chỉnh chiếu thử đúng không? Xuất hiện này, thoát này, lại xuất hiện cái hai này, thoát này đúng không? Tương tự đối tượng này ta cũng làm thế cho nhanh. Xuất hiện, chọn đại này đi, S dấu cộng này, thoát này. Lưu ý là S và dấu cộng nhé, để thêm hiệu ứng nhé. Nếu mà ta chọn vào đây nó cũng ra đấy, nhưng mà nó không phải là hiệu ứng mà là thêm hiệu ứng rồi đây. Đấy ta có 6 hiệu ứng rồi đúng không? Hai xuất hiện và ba xuất hiện và hai ba thoát đúng không? Đấy là một cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ta thêm một slide nữa, ta làm thế nào? Ta đặt cái con chuột xuống slide dưới này, cách nhanh nhất là ta nhấn phím Enter.
Đấy, nó thêm cái xà lan. Mà các bạn cắt cái này đi. Một lần nữa tôi khuyên các bạn nên cắt cái này đi. Đấy, tương tự thế ta cũng làm một cái. Bây giờ nó đang ở chế độ hiệu ứng, muốn chèn text thì ta lại phải về cái home này. Sau đó là ta lại ra một cái text như vậy. Ví dụ thế. Tạo cara. Ok. Đấy, bây giờ các bạn thấy là chữ của nó lại phải ta lại phải mặc định lại phông chữ, lại phải làm lại giống như lúc nãy đúng không? Thì nó lại mất thêm thời gian. Lại phải màu mè đúng không? Đấy. Hay là nó lại không giống. Vậy thì ta có thể copy slide như sau. Chuột phải bên này. Và cái slide chuột phải vào copy. Nó lại đặt xuống dưới này. Lại nháy chuột phải không lại chọn paste. Paste vào đây. Đấy thì nó nhanh chúng ta sửa ở đây. Có nhiều cách phải nhỉ. Như vậy. Tiếp theo đó là ví dụ như chèn chèn nhạc, chèn video. Ví dụ ta muốn chèn một cái video vào đây. Thì ta sẽ làm như sau. Ta vào sang cái menu Insert. Bây giờ tôi hướng dẫn cái cơ bản nhất chèn ảnh. Thì các bạn vào cái photo album này. Đấy. À không phải. Chèn ảnh các bạn vào đây, picture đây. Nó xuất hiện một cái cửa sổ. Bạn chờ kéo thanh trượt xuống, bạn lần đến cái của bạn. Bạn chọn một cái bức ảnh nào đó trên máy của bạn, bạn chọn insert. Đấy. Đấy là chèn ảnh. Tiếp ta sang slide thứ hai, chèn video. Ví dụ như cũng vào insert video đây, nó có chữ video này. Đấy. Video online không phải là ta chọn từ máy tính. Đấy. Bạn cũng kéo thanh trượt xuống. Bạn đến một cái chỗ nào có video. Đây. Bạn chọn một cái video nào đó. Đây. Bạn nhấn insert. Là cái hay của cái PyVoi 2010 nhấn phím đấy xong rồi đấy cái hay của cái PyVoi 2013 này nó cho chúng ta chèn được rất nhiều định dạng nhỉ. Chúng ta trình chiếu lên thử xem đây ấn bút vào này. Đấy. Mặc dù đây là cái định dạng này nó cũng nó có thêm cái thanh trượt ở đây nữa. Ta có thể trình chiếu luôn ở đây. Nó tức là ở chế độ này nó cũng cho phép ta trình chiếu nhỉ. Tức là ở ở cái chế độ chưa phải là trình chiếu ta cũng có thể xem được video. Nó có sẵn cái đường này, ta muốn next nhanh, next chậm ở đây. Muốn next nhanh, next chậm ở đây ta vẫn làm được ở đây. Cái hay của nó hỗ trợ rất là nhiều. Không phải đổi đuôi đổi giết gì cả. Đưa chèn được hết. Đấy, tựu ta tiếp theo một cái slide nữa. Enter để ra một cái slide nữa. Ta sẽ chèn nhạc. Chèn MV3 cũng vào insert. Chèn MV3 thì các bạn vào cái loa này thì cũng rất dễ chọn cái audio my PC đây, tức là từ máy tính của mình ấy. Ta vào computer. Vào đây, chỗ nào có MV3 các bạn chèn vào. Ở trên máy tôi chắc là hiện tại chưa có cái MV3 nào. Không có cái âm thanh, không có cái file đấy. Đại loại là lần đến một cái có cái đoạn MV3 nào các bạn chèn vào. Máy tôi mới cài, mới chia lại ổ nên là chưa có cái video nào đấy. Ví dụ vậy. Tương tự thế chèn phân số các bạn chọn đây. Các ký tự đặc biệt đây nó hỗ trợ rất nhiều các ký tự đặc biệt đây các bạn tích vào đây nó chọn ví dụ các bạn muốn chọn cái ký tự gì các bạn làm ở đây nó hỗ trợ rất là hay những cái ký tự đặc biệt những các cái toán cộng trừ nhân chia căn sao này nó rất là nhiều đúng không đấy các ký tự đặc biệt nó tích vào đây từng cái một những cái chữ nào nó đúng với ký tự ví dụ bạn làm toán của các cái những cái chương trình
lớn những cái chương trình lớn nó cần nhiều cái tự toán học thì bạn chọn vào đấy. Đây, phân số này căn chiếc nó nằm hết ở đây rồi. Đây, ví dụ như căn bậc 2. Đấy, nó cài lại đây, ví dụ bạn ghi căn bậc 2. Ba hai hai đấy, ví dụ đấy, vân vân. Cái tiếp theo nữa đến đâu rồi nhỉ, chèn rồi đúng không, đấy là cái cơ bản nhất. Những cái này là chức năng nâng cao ta học sau. Đây còn có thêm cái hiệu ứng slide, ví dụ các bạn muốn chuyển từ slide này sang slide này nó còn có thêm một cái hiệu ứng 3D nữa. Lúc nãy tôi hướng dẫn bạn đây là hiệu ứng đối tượng này đúng không, đây là hiệu ứng chuyển slide. Đây bạn kích vào đây để chọn đấy, ví dụ bạn muốn chuyển hai cái đối tượng đây, bạn chọn loại này đi đấy, hiểu chưa, chuyển slide. Tương tự đây bạn kích vào đây, cái này nó có cái hay, nó 3D rất là hay đúng không, đây đấy đúng không, đấy bạn trình chiếu nhá, từ đây sang đây nhá, là đấy nhá. Đấy, nó chuyển slide đấy, hiệu ứng đấy. Đúng chưa? Đấy, đúng không? Đấy, nó chuyển slide rất là hay. Đấy là cách, cái này là hiệu ứng đối tượng này, xuất hiện ra vào này, cái này hiệu ứng slide này. Muốn hiệu ứng slide nào bạn chọn slide đó, xong nó chọn đây này, phơi trên đây bạn kích ở đây tìm thêm. Một cách nữa đó là cái này là cái quan trọng này, người ta thêm với slide này đây. Ví dụ như liên kết, tạo tạo nút nhấn. Ví dụ như ta muốn tạo một cái nút nhấn ở đây. Ở đây nhá. Bây giờ tôi muốn cái chữ, ví dụ như bình bình thường như bây giờ là các bạn thấy là nó theo thứ tự là từ trên 1 2 3 4 5 6, những hiệu ứng nào tức là theo xuất hiện theo thứ tự đúng không? Bây giờ tôi không muốn chữ giáo án hay xuất hiện trước mà tôi muốn chữ cài đặt Windows xuất hiện trước. Thì ta làm như sau. Cái này ta có thể đổi hiệu ứng, thì cái đấy này thì dễ rồi. Thì các bạn chọn hiệu ứng này thì các bạn tích vào đây để mà các bạn xem nó lên hay xuống hiệu ứng. Thì cái này thì nó dễ rồi, không không. Giờ tôi đang nói là mùa tôi muốn xuất hiện này. Đây giờ tôi gỡ, tạm thời gỡ nó hết đi nhá. Tôi gỡ hiệu ứng xuất hiện này đi nhá. Remove này đi, tôi ví dụ hiệu ứng thoát đấy. Tạm thời tôi remove này đi, chọn vào nó remove hiệu ứng thoát đi, đúng không? Ở trên bảng này giờ có ba cái hiệu ứng đúng không? Nếu mà theo thứ tự trình chiếu thì nó cứ xuất hiện chữ cái này xong đến cái này hay thế này. Nhưng mà đây tôi muốn chọn ngẫu nhiên. Ví dụ đặc biệt là trong cái các bạn làm cái trò chơi điện tử, là ví dụ như là đoán ô chữ chẳng hạn. Đúng không? Thì nó phải theo sự ngẫu nhiên, không thể ví dụ học sinh nó không thích chọn câu 1 mà nó lại thích chọn câu 2 trước thì ta làm thế nào? Nếu mà ta cứ trình chiếu như này thì đúng là nó phải xuất hiện theo gì? Đấy thì nó phải theo thứ tự từ 1 đến 3. Nhưng mà bây giờ ta lại muốn 3 xuất hiện trước, hay là ta muốn tạo theo một cái ngẫu nhiên cơ. Tức là muốn muốn theo một cái ngẫu nhiên chứ không theo một cái, tức là đấy thì ta sẽ tạo nút như sau. Nói dài dòng ta sẽ tạo nút như sau. Tạm thời ta chọn một cái nút nhấn đi. Ta vẽ một cái nút nhấn ở đây. Đây. Ta ghi là số, ta vẽ một cái hình tròn vào đây. Bạn làm máy nó đang hơi nặng tí, chờ tí, bởi vì là bạn chọn một hình tròn vào đây, bạn tạo nút nhấn, bạn nháy chuột phải vào đây, vào cái hình đó, bạn chọn cái Edit Text này, ta ghi số 1 vào đây, đấy, ta cho cái số 1 nó đậm lên, ta làm một lần thôi. Cho 20 đi, cho màu nó khác đi tí, màu vàng này, đấy, hơi mờ đi, màu đỏ đi, đấy, ta nhấn phím Ctrl, ta kéo nó ra,
lại thả ra. À đâu, chưa được. Nhấn 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 Ctrl trước. Đấy. Đến đây là thả ra. Nhấn Ctrl. Thả ra. Đấy, ta làm như thế để cho nó nhanh, cho nó ta sửa lại số 2. Đây thì ta không phải căn chỉnh lại chữ với màu một lần nữa, số 3 đây. Đấy, giờ học sinh thích chọn câu nào ta nhấn vào cái, học sinh thích chọn cái 3 trước thì ta sẽ chọn, ấn vào số 3 thì cái 3 xuất hiện, ấn vào cái này xuất hiện. Ta làm như sau. Ta ví dụ như đây. Ta chọn, ví dụ ta muốn làm cái này thì ta phải chọn vào cái này trước. Ví dụ đầu tiên ta chọn cái hiệu ứng 1 trước. Sau đó bên đây nó cửa sổ bên này nó xuất hiện. Nếu mà cửa sổ bên này nó không xuất hiện thì các bạn chọn vào cái animation này nhá. Nếu mà cái cửa sổ bên này mà bên phải nó không xuất hiện thì bạn chọn vào đây, xong bạn chọn vào cái animation này đúng không? Xong bạn chọn vào cái nút này. Đấy, đây ví dụ như nó không xuất hiện này, tôi nói đây ví dụ nó không xuất hiện thì bạn chọn vào đây. Sau đó bạn chọn vào cái này. Đấy, thì nó xuất hiện bên này đúng không? Bạn đây là tôi đang làm cái hiệu ứng thứ nhất. Đấy, thì bạn chọn vào nó thì bên đây bên cửa sổ bên trái bên phải này nó cũng đang chọn. Bạn kích vào cái mũi tên này. Xong bạn xuống cái timing này. Chọn vào cái timing. Cái này nó giống 2003 thôi. Bạn chọn vào cái trigger đây. Bạn tích xuống dưới cái dưới này. Bạn tích xuống dưới đây. Đấy, tích những cái dòng dưới này. Đấy, sau đó nó hiện cái text box bar này, bạn kích vào cái mũi tên này. Đấy. Bây giờ ý của bạn là nhấn vào số 1 thì nhấn vào cái vòng đây, nhấn vào cái số 1 này thì cái này mới được xuất hiện đúng không? Thì bạn chọn vào cái số 1 đây, chính là hình oval 6. Nó có số 1 đấy. Tích nó vào, xong nhấn ô gì. Ok. Đấy, tương tự thế. Cái hai ta cũng làm thế, chọn vào đây xong xong rồi xong bên đây nó đây, đúng không? Ta cũng nháy nó vào đấy, cũng chọn timing. Cũng chọn trigger. Ở đâu? Tích vào cái trigger này, chọn dòng dưới. Cái giờ ta tích vào số 2 đúng không? Phải chọn vào số 2 nữa nhá. Nhớ cái này là cái quan trọng đấy. Tức là phải kích vào cái số 2 này thì cái thiết kế giao án này nó mới xuất hiện đây. Ok. Tương tự cái 3 ta làm nhanh. Chọn vào cái số 3 này nhá. Không nói bên đây nó cũng được xuất hiện cái số 3 này đúng không? Vào cái trigger đấy. Đấy, không phải làm nhanh. Đấy, kích vào số 3 hay là hình oval 3 đây. Nhớ là hình oval tức là hình tròn đấy. Số 3 đấy. Ok. Bây giờ ta chỉnh chiếu đúng không? Lúc nãy có phải nó theo thứ tự giao án hay không, đến thiết kế cài win vân vân. Bây giờ ta sẽ làm như sau. Đấy. Bây giờ nó bây giờ ta thích cái nào xuất hiện trước thì ta ấn vào cái đấy. Ta thích cái 2 ta nhấn vào cái số 2 xuất hiện. Thích cái 1 xuất hiện đúng không? Cái 3 xuất hiện đấy. Nó theo thứ tự ngược lại đúng không nhỉ? Đấy là có nghĩa là nó đây là tạo nút gì? Nút nhấn. Cái này là chủ động hơn trong cái trò chơi, hoặc là nó sẽ chủ động hơn, còn bình thường các bạn nhấn thoải mái nó không xuất hiện đấy. Nếu các bạn nhấn thì nó chỉ có sang bên này thôi đúng không? Đấy là đấy, các bạn nhấn thoải mái nó cũng không xuất hiện. Bây giờ bạn phải nhấn đây, tôi cho nó, bây giờ tôi chỉnh chiếu lại nhé, bây giờ tôi cho nó mất đi nhé. Nào, các bạn nhấn thoải mái chuột vào đây hay là enter mệt nghỉ nó không xuất hiện, nó chỉ có sang trang khác thôi đúng không? Đấy, còn bây giờ muốn nó xuất hiện thì các bạn chỉ có nhấn vào đây nó mới xuất hiện đấy. Đấy là cái tạo liên kết. Còn một cái nữa là liên kết trang. Ví dụ như tôi đang ở slide 1, đầu tiên tôi nhấn vào đây, tôi vẽ một cái hình tròn này. Đây, vẽ đại một cái gì cũng được, không hay có mũi tên này, hay cái này cũng được. Đây, vẽ đại ở dưới này, vẽ một cái mũi tên ở dưới này. Ví dụ tôi đang ở slide 1. Đây slide 1. Mà bây giờ tôi muốn nhảy cóc đến slide 3 thì ta làm thế nào? Thì ta tạo liên kết, ta tạo một cái nút nhấn ở đây. Một cái hình này, hình gì cũng được nhé. Bạn có thể vẽ thêm chữ ở đây, chuột phải chọn Edit Text, ví dụ bạn thêm chữ video ở đây chẳng VD, VD đấy, ví dụ vậy thôi, tôi lấy ví dụ nhé. Bạn ghi chữ video đấy, hay VD. Bạn nháy chuột vào cái chữ, vào cái gì đó, bạn chọn nháy chuột vào cái hình mũi tên mà bạn vừa mới vẽ đấy. Sau đó chọn vào cái hit line này, hit cái gì đây? Cái này là cái này, cái gọi người ta gọi là liên kết.
Ừ. Thì nó hiện một cái bảng này. Nếu mà bạn muốn liên kết một cái đối tượng bên ngoài Pivoi thì bạn chọn cái menu này. Được chưa? Nhưng mà bạn muốn liên kết một đối tượng trên một cái slide này thì bạn chọn menu dưới này. Đấy. Đấy. Nhớ nhá, đầu tiên nó xuất hiện trên menu trên này nhá. Thì bạn muốn chọn đến một đối tượng bên ngoài thì bạn chọn ở đây. Tí tôi giới thiệu ha. Bạn muốn nhảy đến cái slide 3 đấy à, thì bạn chọn dòng dưới này. Thì trên đây nó có 4 slide, của mình có 4 slide nó hiện đây. Bạn thích đến slide nào? Bạn thích đến slide 3 bạn chọn vào slide 3. Bạn nhấn gì? Ok. Giờ ta trình chiếu thử nhá. Đấy, có phải bình thường bây giờ là nó đến slide 1 đúng không? Bây giờ bạn nếu mà ta cứ nhấn next thì nó sẽ sang slide 2 đúng không? Giờ tôi muốn đến slide 3 tôi nhấn vào đây, bạn nhấn vào cái mũi tên này thì nó nhảy đến slide 3 luôn. Đấy. Tức là đến slide video luôn, đúng không? Đúng không? Đấy gọi là liên kết trang. Liên kết giữa các slide với nhau. Bây giờ bạn lại muốn từ slide 1 bạn lại muốn quay về chẳng hạn thì bạn lại lại làm ngược giống làm giống y như vậy. Bạn vẽ đại một cái mũi tên hay một cái gì đó mũi tên hay gì nào đó là bạn đang ở slide 3, bạn muốn nhảy về slide 1, bạn cũng làm giống như thế. Cũng chuột phải và chọn hit. Chọn dòng dưới này về slide 1 bạn lại nhấn vào đây. Đấy, nó hiện lên đây, lại về slide 1. Đấy, cái này dễ rồi. Bây giờ liên kết với một trang bên ngoài. Một trang bên ngoài nhá. Thì bạn vẽ, nói chung về hình vẽ này các bạn muốn vẽ cái gì vẽ nhá. Bạn vẽ một cái hình mặt người vào đây hay cái gì đó tùy chúng ta. Giờ muốn nên liên kết với một trang bên ngoài ta làm như sau, cũng chuột phải vào, chọn cũng dòng chọn là hit này. Giờ ta chọn trên này. Ví dụ đến cái đoạn đó ta muốn cần mở một cái video hay một cái gì đó. Đến cái đoạn đó ta muốn mở lên một cái, ví dụ ta muốn mở lên một cái trang Word hay là một cái bài Pivoy khác. Đây. Ví dụ đến đấy ta cần mở lên một cái trang Word thì ta chọn cái Word trên desktop này hoặc là cái gì đó tùy bạn cứ nhấn vào đối tượng nào nó mở cái đối tượng đây hay chọn vào cái này. Một cái mã này. Nhấn ok. Hiểu không? Bây giờ ta chỉnh chiếu lên đúng không? Đúng không? Bây giờ ta nhấn vào nó, vẫn vào cái này. Đấy, thì nó, nhấn giết. Đấy, thì nó mở cái này lên. Đúng không? Ừ, đấy là nền tương tự thế. Ta có thể remove nó đi. Remove nó đi, ta nhấn xuống dòng dưới này. Remove. Bỏ liên kết đi. Ta tạo lại liên kết khác. Ví dụ lần này ta đến một cái đối tượng khác. Ta muốn mở một cái video chẳng hạn. Ta muốn mở một cái video. Một cái video mà ta không chèn vào trong máy mà ta lại để bên ngoài. Ta muốn đến cái video này, ta nhấn ok. Đấy. Người ta chỉnh chiếu thử nhá. Nhá đang ở đây, người ta muốn video ta không chèn vào trong Pivoy mà ta để bên ngoài ta nhấn vào. Đấy, nhấn ok. Đấy, nó đang chạy thì nó đang chờ thì đấy thì nó sẽ mở lên một cái video khác đúng không nhỉ? Đấy là cái cách tạo đến một đối tượng liên kết ở bên ngoài. Đấy chưa? Đấy. Còn đối tượng nào nữa nhỉ? Liên kết các slide, liên kết với một đối tượng bên ngoài. Các hiệu ứng các cái hiệu ứng chủ động hơn. Chèn tranh, chèn fanart rồi. Còn cái gì nữa, còn những cái còn nhiều nữa nhưng mà chèn fanart thì cũng thế thôi. Đây ta vào đây. Các ta có cái file fanart thì ta sẽ chèn fanart ta vào đây. Đấy. Cái macro đâu? Đây, vào đây. Nhưng mà lưu ý cái nút drop này nhá. Nếu mà các bạn mới cài nó sẽ không có cái nút DV gì đây, cái nút cuối cùng ở đâu mà ta phải vào cái file này. Và chọn cái dòng option dưới cùng này nhé. Nó xuất hiện cái bảng này. Bạn chọn xuống cái dòng lựa chọn đây. Lựa chọn custom ribbon cái gì đây. Đấy thì bạn đánh dấu tích vào cái drop này thì nó mới có, thấy chưa? Mà mặc định của nó cài là không có dấu tích ở đây. Thấy chưa? Mặc định của nó cài không có dấu tích ở đây mà ta phải đánh dấu tích vào. Thì của ta mới có cái đấy. Nhấn ok. Đấy thì cái này nó mới có đúng không? Còn nếu mà ta muốn bỏ đi thì ta lại bỏ dấu tích đi cái thì nó sẽ cái ribbon này
đấy, ok đấy, thì giờ trên đây của mình nó mất cái nút đấy đúng không? Tóm lại là ta đang ta tích nó vào, để nó hoặc cái SD nhận điếc này nó cũng đấy, thì ta sẽ chọn vào đây, chọn cái này đấy, chọn vào cái hình cái cà lê đây, ta kéo xuống dưới này, ta chọn vào cái flat object đây, flat object này đấy, nhấn ok xong bạn vẽ một cái hình vào đây, bạn thích vẽ một cái hình nào bạn chèn vào đấy, xong bạn nháy chuột vào đấy, vào cái flat cái này nhá, bạn chọn vào cái đâu, ta chọn thêm đâu, không phải, ta nháy đúp vào, nháy đúp vào cái đối tượng đó, nháy đúp vào đấy, sau đó ta chọn đến cái movie đây, sau đó ta chỉ đến một, ta dán một cái đường dẫn của cái flat đó, cái đường dẫn cái file flat bạn để ở đâu ấy, bạn để ở chỗ nào trên máy của bạn. Đây tôi chưa có cái file flat nào đây. Ví dụ đây là cái file flat. Đây cái trò chơi này, ví dụ đây. Đấy, bạn lưu ý là bạn để tạo một cái thư mục này. Tất cả các flat phim bạn phải gói ở một thư mục nhé. Tôi ghi là demo này. Đấy, cho nó vào đấy. Giờ tôi cũng phải lưu lại cái cái này vào trong cái cùng một cái trang đó. Desktop này. Cái demo này. Xây nó lại. Giết. Ta níu lại đã. Chờ tí. Đấy. Để ta làm nè. Bây giờ ta mở cái demo lên. Ta chọn cái đường dẫn của nó. Đây, đường dẫn của nó đây. Ta nháy chuột vào đây, ta copy đường dẫn này. Đấy. Đây, ta kích đúp vào nó. Sau ta chọn vào cái movie đấy. Dán vào cái movie này. Ctrl V vào đây. Đấy. Rồi chéo. Cái ghi cái tên của cái tên của cái này nó là cái gì? Trò chơi. Ta ghi chuột phải vào đây. Có. Đây, ta nháy đúng vào đây. Đấy, ta paste vào đấy. Trò chơi này chấm này SVKF SVKF đây chính là cái đuôi của fanart, nó là SVKF này nhá, bạn lưu ý nhá, đây chuột phải và xem cái đuôi của nó, đây này, đây cái đuôi nó đây, bạn nhớ là cái đuôi của nó quan trọng đấy, SVKF đấy nhá. Đấy, tóm lại cái đường dẫn đuôi là cái này nó đây, cái đường dẫn đấy, đường dẫn để chỉ phải đấy, bạn lưu ý nhé, đấy lưu lại trong đầu. Này nó máy nó hơi nặng tí rồi, ta chạm, bây giờ ta trình chiếu thử xem, đấy bây giờ nó nên nói này. Được chưa? Tôi bỏ cái này đi. Cái này nó to, tôi cho nó to ra tí, vẽ nó to ra tí nữa, đúng không? Đấy, đúng không? Nhớ là cái đường dẫn nhé nhá. Thì giờ ta chỉnh chiếu thử lên. Đấy.
Câu này, trò chơi ô chữ này. Câu 1. Đấy. Câu 4. Ừ. Vân vân, vân vân. Điểm đội 1 10, đội 2 2, vân vân. Đấy. Làm chưa? Ví dụ thế. Đấy là cách chèn flat. Là tôi nhắc lại cái chèn flat nhá. Ừ. Bỏ hết cái này đi. Nhớ là phải cho được cái demo này ra ngoài này, đúng không? Chọn vào cái hình này. Vẽ một cái kéo dưới này. Chọn cái flat object. Đấy. Ok, vẽ lại vào đây. Nháy đúp vào. Dán đường dẫn vào cái movie đây. Cái đường dẫn của nó là quan trọng. Cái movie này. Đấy, movie đây. Mở đối tượng lên. Đây. Chọn lên trên này để thấy đường dẫn của nó. Đường dẫn của nó đây. Đấy. Rồi. Cuối cùng, chúc các bạn thành công. Ừ, ta new nè. Xin lưu ý các bạn là trước khi tạo một cái file trình chiếu, các bạn phải tạo cho mình một cái thư mục. Ví dụ như tôi tạo thư mục ở đây là demo, và tất cả các cái video cũng như những cái hình ảnh mà các bạn định chèn vào trong PyVoice của mình hoặc là các cái trò chơi này, ví dụ thế, thì các bạn phải, tức là các bạn phải đưa nó vào một cái thư mục phải nhỉ, tức là phải cho nó vào nằm cùng một cái thư mục này, có bao nhiêu phim này, video đấy, hoặc là cái phim phản át này, hoặc là tranh ảnh, các bạn đưa cùng vào một cái thư mục này, demo này, thấy chưa? Nên khi các bạn muốn xong rồi, các bạn muốn copy bài của mình đi đâu đó sang máy khác hay là đi đâu đó, thì các bạn phải copy cả cái thư mục này, nhớ chưa? Không được copy nhiều, bạn chỉ copy mỗi một cái file PyVoice này là không được. Mà nếu các bạn chỉ copy mỗi file PyVoice này thôi đi sang máy khác mà các bạn không copy theo cái flat này nhá, thì các bạn không copy theo flat này hoặc là các video thì sang máy khác sẽ không còn đường dẫn và các bạn mở nó sẽ không không lên nữa. Đấy là một cái điều lưu ý cực kỳ quan trọng. Và khi các bạn đã làm xong rồi, đã new rồi thì các bạn không được chỉnh sửa tên. Ví dụ như ở trong cái bài các bạn đã chèn cái phim flat có tên là trò chơi thì các bạn không được đổi tên của từ trò chơi này đi. Chỉ cần các bạn đổi đi là các bạn sẽ không mở được. Hoặc khi mang sang máy khác, ví dụ ở đây bạn chèn, bạn để trên desktop đúng nhỉ, thì khi bạn mang đi máy khác bạn cũng phải để trên desktop. Nếu không, bạn không để trên desktop thì nó sẽ mất đường dẫn. Như lúc nãy tôi nói là cái đường dẫn của nó là nó nằm ở desktop thư mục demo, đúng không? Vì vậy nên khi đã lưu ý xong xuôi thì các bạn không được, đây ví dụ như tôi nói cái flash này, ta nháy đúp vào nhá. Bạn bạn để ý cái đường dẫn của nó ở đây, phần movie. Movie đâu? Đây. Để ta chiếu lại xem nó. Đấy, lúc nãy tôi chưa new được. Đấy. Cái đường dẫn của nó ở trong cái thư mục này là cái đường dẫn đây. Đấy. Thì các bạn phải, nãy tôi chưa new, vội quá chưa new được. Đây, cái đường dẫn của nó đấy không được thay đổi, đúng chưa nhỉ?
Bởi vì nếu mà các bạn thay đổi đi, nó sẽ mất đường dẫn. Desktop này. Đến chữ ta gạch, ấn một nút gạch chéo nữa nhé. Gạch chéo, sau đó V vào trò chơi rồi đấy. Lưu ý này, thêm gạch chéo nhé. Thư mục demo, file trò chơi, chấm, S, V kép, F. Đấy, đường dẫn của nó đây. Bạn lưu ý này, cái đường dẫn này cực kỳ quan trọng. Tôi ví dụ tôi copy tôi paste ở đây. Ví dụ này. Đấy, cái đường dẫn này là cái không được thay đổi. Ví dụ đến máy khác, các bạn cũng phải gì? Phải để ý cái đường dẫn đấy. Thấy chưa? Giờ ta new. Lúc nãy máy nó nặng quá, tôi chưa new được. Mà nó đơ. Nó cứ đơ nhỉ. Ta trình chiếu thử xem. Đấy, đúng không? Cái này nó có lẽ nó thiếu một cái flag nào đó mà ta chưa lưu được nó. Đấy. Là cái phần cực kỳ quan trọng. Đấy rồi. Rồi, ta lưu rồi, ok. Nó hơi nặng máy tí. Nên ta sẽ lưu. Đấy là sau đó ta đóng lại. Ta đóng lại, lưu lại. Đấy là một cái lưu ý cực kỳ quan trọng về đường dẫn. Đấy. Đây là rồi, một lần nữa cuối cùng chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn bài sau sẽ chi tiết hơn. Mong các bạn theo dõi.